Chào ngày mới quý vị và các bạn. Có nhiều nội dung đáng chú ý trong chuyển động ngày mới hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 11. Trước tiên là những thông tin về du lịch. Trong khuôn khổ diễn ra sự kiện ngày hội cua Cà Mau lần thứ nhất từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12, ngoài thưởng thức các món ăn từ cua, du khách còn có thể tham quan các điểm du lịch nổi tiếng tại huyện Ngọc Hiển. Hiện khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau và các điểm du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn huyện Ngọc Hiển chuẩn bị các điều kiện tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm với sản phẩm du lịch mới như câu cua, đặc lập cua, tự chế biến thưởng thức các món đặc sản từ cua và tham quan biểu tượng con cua tại khu du lịch. Qua các hoạt động du lịch nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thương hiệu cua Cà Mau và các loại đặc sản của địa phương đến du khách trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, ẩm thực, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, liên kết hợp tác, góp phần thu hút khách du lịch phát triển các ngành nghề. Phấn đấu đến năm 2025, công nhận ít nhất 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao. Đây là một trong những mục tiêu được đề ra trong kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành. Ngoài ra, mục tiêu kế hoạch còn đề ra đến năm 2025, củng cố chất lượng 77 sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm giai đoạn 2019-2021, phấn đấu đến năm 2025, công nhận ít nhất 197 sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao, bao gồm các sản phẩm được công nhận giai đoạn 2019-2021. Ưu tiên phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu có ít nhất 30% chủ thể OCOP là hợp tác xã, 12% chủ thể là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên. Khoảng 5% chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định. Trong đó, ưu tiên các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng. 100% cán bộ phụ trách chương trình OCOP các cấp, 100% chủ thể OCOP và 100% người lao động OCOP được đào tạo, tập huấn với trình độ phù hợp. 100% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử. Từ khi triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay, huyện Nông Căn có 7 sản phẩm đạt 3 sao của 4 chủ thể. Theo đó, 4 chủ thể có sản phẩm 3 sao gồm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vĩnh Hòa Phát, xã Hàng Vĩnh với sản phẩm bánh phồng tôm, Hợp tác xã Tài Thịnh Phát Farm, xã Tam Giang với các sản phẩm tôm khô sinh thái, thịt cua sinh thái, chả tôm sinh thái, chà bông tôm, Hợp tác xã nuôi cua Tân Hiệp Phát, xã Lâm Hải với sản phẩm cua biển Nông Căn, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ một thành viên Kiên Cường, xã Hàng Vĩnh với sản phẩm bánh phồng tôm. Trong 7 sản phẩm đạt 3 sao thì đã có 6 sản phẩm của 3 chủ thể đăng ký nâng hạng lên 4 sao trong năm 2022. Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời phối hợp cùng nhà tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại khóm 9, thị trấn Sông Đốc. Cây cầu được khởi công xây dựng qua kênh Quảng Thép, thị trấn Sông Đốc. Cầu có chiều dài 39,72m, ngang 4,9m, tải trọng 0,5 tấn, tổng trị giá hơn 4,6 tỷ đồng. Kinh phí xây dựng được doanh nghiệp tư nhân Tôm Giống Thủ Túc tài trợ 3,6 tỷ đồng và hiến đất gia đình để công trình được thuận tiện hơn. Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời phê duyệt 1 tỷ đồng và giao cho Ban Quản lý Dự án huyện làm chủ đầu tư. Việc khởi công xây dựng cầu kênh Quảng Thép có ý nghĩa lớn đối với địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại, giao thương dễ dàng hơn, qua đó góp phần cho kinh tế địa phương ngày thêm phát triển. Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Bình kết hợp với Đoàn từ thiện thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vũng Tàu tổ chức lễ khánh thành cây cầu giao thông nông thôn ở ấp 8 xã Thới Bình. Cây cầu có chiều ngang 2,2 m, dài 30 m, tổng trị giá 137 triệu đồng. Sau gần 2 tháng khởi công xây dựng, đến nay cây cầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân và các em học sinh đi lại dễ dàng hơn. Chương trình nhà ở mái ấm công đoàn do Liên đoàn Lao động huyện Đầm Dơi triển khai thực hiện nhiều năm qua đã mang lại dấu ấn tốt đẹp, giúp đỡ được hàng chục công nhân viên chức lao động nghèo, mức thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở, có được mái ấm ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Chỉ tính từ năm 2017 đến năm 2022, Quỹ Mái ấm Công đoàn đã vận động đoàn viên công đoàn, các doanh nghiệp với số tiền hơn 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 52 nhà mái ấm công đoàn, trong đó quỹ hỗ trợ hơn 1,8 triệu đồng
Số còn lại từ sự đóng góp của các công đoàn cơ sở, bà con thân tộc và khoản tiền tiết kiệm từ người thụ hưởng. Nhờ vậy mà những căn nhà xây dựng hoàn thành bàn giao rất khang trang. Em cũng cảm ơn Liên đoàn Lao động huyện Đầm Dơi đã hỗ trợ cho em căn nhà mái ấm công đoàn. Trước kia em sống trong một cái ngôi nhà thì cũng vách lá, đơn sơ. Nhiều khi mưa gió đến thì cũng rất là sợ, cũng không an tâm. Nên ngày hôm nay được Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ thì em rất là vui. Em rất là cảm ơn về Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ cho em mái ấm công đoàn để cho em an tâm công tác. Kết quả đạt được trong việc triển khai chương trình nhà ở mái ấm công đoàn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động và toàn xã hội chung tay trợ giúp. Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện cũng sẽ tiếp tục khảo sát những hộ đoàn viên trên địa bàn huyện có cái hoàn cảnh gia đình khó khăn, những cái đoàn viên công đoàn để tiếp tục để xét để hỗ trợ nhà ở mái ấm công đoàn để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên có nhà ở và hỗ trợ cho đoàn viên được an tâm công tác. Liên đoàn Lao động huyện Đầm Dơi tiếp tục với những cách làm linh hoạt sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động để huy động nguồn lực, hỗ trợ nhiều hơn mái ấm công đoàn cho các đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Và nội dung chúng tôi gửi đến quý vị cũng sẽ khép lại Chuyển động ngày mới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những bản tin sau.